Mình chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Boykin TV các bạn. Thì hôm nay tiếp tục video em sẽ quay và cập nhật giá chỉ thiên hàng ngày và đăng lên kênh để cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo trên kênh của Boykin TV các bạn. Thì hàng ngày kênh Boykin TV sẽ quay và cập nhật giá chỉ thiên và một số loại nông sản có khu vực Cồn Châu Ma Hồng Ngự Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá cả ở tại khu vực Cồn Châu Ma Hồng Ngự Đồng Tháp nha quý anh chị và các bạn. Thì quý anh chị và các bạn nào có trồng ớt, có quan tâm đến giá ớt hàng ngày thì vui lòng nhấn đăng ký, nhấn chuông thông báo để xem video mới nhất về tình hình giá chỉ thiên qua từng ngày trên kênh của Boykin TV các bạn. Thì cũng mong quý anh chị và các bạn nào có xem video, có bán ớt hay là có biết giá ớt ở đâu thì vui lòng bình luận bên dưới video để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá ở từng nơi ha. Thì do tình hình dịch bệnh diễn biến khá là phức tạp nên là một số nơi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như huyện Hồng Ngự và một số huyện lân cận đã giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ. Thì giá cả thương lái mua ảnh hưởng rất lớn với các thương lái ở từ tỉnh khác lại thu mua ở các nơi thì cũng gặp nhiều khó khăn và chi phí vận chuyển cũng lên, chi phí vận chuyển cũng cao nên là giá cả có thể thay đổi theo tùy nơi, tùy khu vực mà có giá cả khác nhau. Thì hôm nay em chỉ cập nhật giá tại khu vực Cồn Châu Ma Hồng Ngự Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây thôi ha. Thì quay trở lại tình hình giá ớt hôm nay, tình hình giá ớt hôm nay thì giảm mạnh so với những ngày trước nha các bạn. Thì hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2021 thì thương lái mua cho giá ớt có Cồn Châu Ma Hồng Ngự Đồng Tháp với giá dao động tầm khoảng từ 12.000 đến 20.000 đồng trên ký nha các bạn. Đối với cô 3 thì giá dao động tầm khoảng từ 12.000 đến 15.000 đồng trên ký. Còn đối với cô 2 thì giá dao động tầm khoảng từ 15.000 đến 18.000 đồng trên ký. Còn đối với cô 1 thì giá dao động tầm khoảng từ 18.000 đến 20.000 đồng trên ký. Thì thương lái mua em chỉ báo giá và báo giá tại khu vực Cồn Châu Ma Hồng Ngự Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây thôi ha. Thì thương lái mua ở đây cũng tùy từng loại ớt, từng được hái, từng lưới hái và cũng như từng nơi mà thương lái lại mua với có giá cả khác nhau chứ. Thì em chỉ báo giá ở đây cho mọi người cùng tham khảo thôi ha. Thì thương lái ở đây mua cũng tùy nơi, tùy khu vực, tùy giá cả khác nhau, từng loại ớt, từng được hái, từng lưới hái mà có giá cả khác nhau. Thì em chỉ quay và cập nhật giá ở tại khu vực Cồn Châu Ma Hồng Ngự Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây thôi. Cũng mong quý anh chị và các bạn nào có bán ớt hay là có biết giá ớt ở đâu thì vui lòng bình luận bên dưới video để mọi người cùng xem video sau có thể tham khảo giá ở từng nơi. Thì do tình hình dịch bệnh nên là cũng thương lái mua cũng gặp rất nhiều khó khăn nên thì do tình hình dịch bệnh diễn ra là khá phức tạp nên là thương lái mua cũng tùy nơi tùy chỗ khác nhau. Thì em chỉ quay và cập nhật giá ớt ở tại khu vực Cồn Châu Ma Hồng Ngự Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây thôi nhé. Thì cuối video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video, chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.